Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261: Đối chiến vĩ đại Hắc Ưng Thần Kỳ. Hàn Sâm Thần Kỳ đây là một trận đấu bán cung đủ để ghi vào trong sử sách trường quân đội trung ương mạnh mẽ, chưa bao giờ bị ép đã đến tình trạng như thế. Hắc Ưng cách thắng lợi chỉ còn lại một bước ngắn, nhưng mà một bước này lại khó như lên trời, bởi vì đứng ở trước mặt bọn họ là tuyển thủ kinh cực phụ. Vĩ đại nhất trong cuộc thi giữa các trường quân đội, không có ai, Văn Tú Tú kích động bình luận, người xem đã từ lâu xem tới nhiệt huyết sôi trào hắc ưng ở trong ưu thế tuyệt đối vẫn liên tục bị kinh cực vụ bắn loại ra ba người thực lực cá nhân của kinh cực vụ mạnh tới đáng sợ nhưng ngoại trừ kinh cực vụ những tuyển thủ khác của trường quân đội trung ương đều bị loại bỏ rồi hắc ưng bên này cũng chỉ còn lại hai người là hàn sâm cùng Lữ mông không phải là bọn họ không muốn bắn kinh cực vụ mà là phản ứng của kinh cực vụ quá nhạy hành động quá nhanh mũi tên của bọn họ đều trượt ngược lại bị cậu ta bắn trúng ba người thằng này quả thực không phải là người núp ở phía sau một cây đại thụ, nữ mông mắng một câu, xác thực không phải là người. Hàn Sâm cũng tựa ở phía sau một cây đại thụ, kinh cực vụ đã vọt xuống dưới núi, đi vào khu vực rừng đá, muốn nhìn thấy thân ảnh của cậu ta đã không còn dễ dàng như vậy nữa rồi, bây giờ hai bên đều đã về tới điểm xuất phát. Người xem đều nín thở, lúc trước không ai từng nghĩ tới vậy mà trường quân đội Trung ương sẽ bị ép tới mức này, không hề nghi ngờ gì đây là thắng lợi về mặt chiến thuật. Thế nhưng mà trường quân đội Trung ương vẫn còn có kinh cực vụ, nếu như trưởng thành vẫn không đổ, muốn đánh bại bọn họ vẫn là một chuyện khó như lên trời. Nhưng mà bọn họ mong chờ một trận chiến giữa kinh cực vụ cùng Hàn Sâm đã nhận được thỏa mãn, bây giờ hai người đều ở trên sân, Hàn Sâm hơi chiếm một chút ưu thế, dù sao bên cạnh hắn còn có lưỡng mông. Ha ha, huấn luyện viên của Hắc ưng thực sự có chút tài năng, lại khiến cho trường quân đội Trung ương chật vật như vậy, lão lâm thấy Hàn Sâm có mấy phần cơ hội có thể thắng, đường chân lưu vừa cười vừa nói. Cung của Hàn Sâm không tốt, Cung 11 0 không quá yếu với cậu ta, muốn dùng loại cung có cường độ này bắn trúng kinh cực vụ, trừ phi là ở dưới tình huống có khoảng cách rất gần, nếu không cơ hồ là chuyện không thể nào, Lâm Phong nói. Nói cũng đúng, vì chiến thuật mà lựa chọn cung 11 0 không, mặc dù chiến thuật đã lấy được đại thành công, nhưng mà một mình đối mặt với tuyển thủ như kinh cực vụ, cũng như vậy lại trở thành nhược điểm chí mạng, đường chân lưu có chút hiểu ra nhẹ gật đầu. Kinh cực vụ đã hoàn toàn giải phóng ra ngoài, giống như một con hung thú ở giữa rừng núi, mau lẹ lặng yên không một tiếng động di động ở trong chiến trường. Bây giờ Hàn Sâm cùng Lữ Mông cũng không dám động, cũng không có điểm cao có thể thấy vị trí của kinh cực vụ, mặc dù là lấy một địch hai, tuy nhiên lại lâm vào khốn cảnh, chúng ta không thể ở lại chỗ này, phải thay đổi vị trí. Lữ Mông vừa nói một câu, đang chuẩn bị muốn đứng dậy, đột nhiên một tia sáng lạnh phóng tới, trong chốc lát đã tới trước mặt Lữ Mông, mau tránh, Hàn Sâm giống lớn một tiếng, cung trong tay đã kéo căng, một mũi tên bắn ra, hung hăng đâm vào tia sáng lạnh này bành. Mũi tên của Hàn Sâm vậy mà trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tia sáng lạnh lẽo kia chỉ hơi lệch vị trí một chút, nhưng vẫn bắn trúng bờ vai Lữ Mông, mà vị trí vốn nên trúng hẳn là trái tim của cậu ta. Đây là trận đấu bắn cung, trúng tên trên bả vai cũng sẽ bị nóc ao, lão tam, giao cho cậu. Lữ Mông bình tĩnh nói, có thể làm thì cậu ta đều đã làm, ngoài sân sớm đã là một mảnh tiếng than thở. Sự mạnh mẽ của kinh cực vụ lại một lần nữa khiến cho mọi người chấn động theo, chỉ cần kinh cực vụ vẫn còn, trường quân đội chúng ta cũng sẽ không bại, hắc ưng thật sự là ứng phí tâm cơ rồi. Trong lòng của sinh viên trường quân đội Trung ương dâng lên niềm tự hào, kinh cực vụ đúng là quái vật, thật là đáng sợ, tu thế lớn như vậy, có lẽ trước tiên nên loại bỏ kinh cực vụ mới đúng, bọn họ không nên lựa chọn tần thành trước. Nói nhảm gì vậy, cung 11.0, làm sao ở loại khoảng cách này có thể loại bỏ kinh cực vụ được, nói cũng đúng, mũi tên như vậy, kinh cực vụ chỉ bằng tốc độ thân thể đã hoàn toàn có thể tránh được toàn bộ. Đáng tiếc, trường quân đội hắc ưng đúng là một đội ngũ mạnh huấn luyện viên cũng là một vị huấn luyện viên có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo phong phú chỉ tiếc là bọn họ gặp phải kinh cực vụ hàn sâm không ngừng thay đổi vị trí ánh mắt như là chó sói tìm tòi mọi nơi ở trong chiến trường giống như là mê cung này kinh cực vụ cũng không phải là thợ săn duy nhất hắn cũng đang tìm tung tích của kinh cực vụ hai người di động thật nhanh ở trong chiến trường mặc dù không bắn một mũi tên nào nhưng mà chỉ cần xem vị trí di động của bọn họ cũng đã để cho người có kinh nghiệm thực chiến phong phú cũng phải cảm thấy khép sợ. Dưới tình huống không có bất kỳ thiết bị ra đa phụ trợ nào, Hàn Sâm cùng kinh cực vụ đều giống như đã biết rõ vị trí cùng hành động của đối phương, mỗi lần đều có thể sớm một bước rời khỏi vị trí nguy hiểm có thể bị đánh lén, ngược lại tìm kiếm được một vị trí có lợi có thể đánh lén đối phương. Nếu như chỉ là một lần cũng thôi đi, hai người không ngừng thay đổi vị trí, nửa giờ đều đã trôi qua, nhưng ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra, bởi vì bất kể là Hàn Sâm hay là kinh cực vụ cũng không tìm tới cơ hội để bắn tên. Giống như hai cao thủ đang đánh cờ miệng, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mà cả đấu trường đều là bàn cờ của bọn họ, không ngừng tiến hành đấu võ tâm lý, lặng lẽ di chuyển không ngừng lặng lẽ di chuyển, không có bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ sau đấu kịch liệt nào. Nhưng mà người biết chân chính, lúc này lại đã nhìn tới hô hấp đều sắp ngừng lại, cái loại cảm giác khẩn trương cùng kích thích này, so với đánh nhau đào thật súng thật còn khiến cho người ta kinh hãi run rẩy hơn. Bất kể là hàn sâm hay là kinh cực vụ, không biết là đã có bao nhiêu lần, chỉ cần hơi chút có do dự, tiếp đó sẽ rơi vào phạm vi bắn giết của đối phương, nhưng mà hai người lại lần lượt đều né qua nguy cơ. Kinh cực vụ đã giơ cung tên trong tay lên 6 lần, tuy nhiên lại không thể không hạ xuống, hàn sâm cũng gần như thế, mũi tên trong tay không thể bắn ra ngoài, thật sự là thật lợi hại hai người đều rất lợi hại, đôi mắt đẹp của thu minh bị lái sáng, khó có thể tự kiềm chế tự lầm bầm. Đây có thể sẽ là một trận tỉ thí vĩ đại nhất trong các cuộc thi đấu 10 năm gần đây giữa các trường quân đội bất kể là người nào thua, bọn họ cũng không phải là kẻ thất bại. Trong giọng nói của Văn Tú Tú lộ ra cảm thán, người xem trên Internet đối với bình luận của Văn Tú Tú cũng vô cùng đồng ý. Đây đúng là một trận đối quyết vĩ đại, chỉ sợ về sau khó có quyết đấu như vậy nữa rồi. Đáng tiếc, bọn họ chạm mặt nhau quá sớm, sân khấu của bọn họ hẳn phải là trận chung kết. Đúng là tạo hóa trêu người mà, quá mạnh mẽ, hai người đều quá mạnh mẽ. Thực hy vọng có thể xem kinh cực vụ đối quyết với Hàn Sâm lần nữa nhưng mà năm nay đã là một năm cuối cùng của kinh cực vụ, cho dù về sau Hàn Sâm còn có thể dự thi, cũng sẽ không còn có kinh cực vụ nữa rồi, thật sự không hy vọng bất cứ ai trong bọn họ bị thua, cũng nên có một người thắng. Hàn là kinh cực vụ sẽ đoạt giải quán quân, cung của Hàn Sâm quá yếu, nếu như cậu ta dùng cung 14.0 trở lên, còn có cơ hội phần cao thấp với kinh cực vụ, nhưng đáng tiếc vì chiến thuật, cậu ta lại lựa chọn cung 11.0, đã không có cơ hội. Hàn Sâm sinh sau 3 năm, nếu như cậu ta đều là năm thứ tư giống như kinh cực vụ có được lực lượng như kinh cực vụ như vậy trận đối quyết này sẽ là một trận chưa từng có chương 262 chỉ có hiện tại cơ hồ là tất cả mọi người đều đang tức hận cho hàn sâm phía dưới ưu thế lớn cũng không giải quyết kinh cực vụ được hôm nay ở dưới tình huống một với một hàn sâm cầm trong tay cung 11.0, cơ hội thủ thắng đã vô cùng xa vời cường cung của kinh cực vụ ở ngoài 200 trăm mét vẫn có được uy lực đủ uy hiếp hàn sâm nhưng mà cung trong tay hàn sâm cho dù để cho hắn tới vị trí gần 50 m cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng kinh cực vụ có tốc độ biến thái như vậy. Cho nên biểu hiện của hàn sâm càng đặc sắc, mọi người lại càng tức hận cho hắn. Năm tiếp theo năm tiếp theo chúng ta còn có thể đến, bắt thấy hàn sâm đã dần dần bị ép vào khu vực cây đổ, đã khó thoát khỏi kinh cực vụ, trong lòng hứa thiên hào sinh ra ngôn ngữ không cách nào cam lòng. Thật sự là anh ta không cam lòng, ba năm, anh ta đã thua ba năm, liền vòng thứ hai đều không thể vượt qua, năm nay thật vất vả mới đạt được mức độ này anh ta thật sự rất muốn thắng nhưng đối thủ của bọn họ lại là trường quân đội trung ương là kinh cực vụ cho dù bọn họ đã làm được tới loại tình trạng này mắt đã thấy thắng lợi nhưng lại bị kinh cực vụ phá hủy hứa thiên hào nói năm tiếp theo lại đến nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh anh ta đã không có năm tiếp theo nữa năm nay đã là một năm cuối cùng anh ta còn ở trong trường quân đội anh ta đã sắp nói tạm biệt với cuộc ghi giữa các trường quân đội cảm xúc khó có thể ước chế sông lên đầu trong mắt hứa thiên hào không tự chủ được nổi lên chút óng ánh cho dù là để cho mình trả giá 10 năm tính mạng xin hãy cho cậu ta một chút kỳ tích đi hứa thiên hào chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình có một nỗi tức nghẹn khó chịu đôi mắt đẹp của tư đồ hương chớp động trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh liền chính cô cũng không nghĩ tới hắc ưng thật sự có thể đi đến một bước này kế hoạch mạo hiểm như vậy lại có thể thành công vậy mà cùng trường quân đội trung ương chiến đến tình trạng vương đối với vương nhưng mà trong tay hàn sâm lại cầm cung mình một không giờ phút này tư đồ hương hận không thể xông vào trong sân thi đấu giao một cây cường cung khác cho hàn sâm nhưng mà đây là chuyện không thể nào hàn sâm tuân theo kế hoạch của cô cầm một cây cung thích hợp với kế hoạch nhất cũng xác thực là làm ra tác dụng không tệ nhưng mà bây giờ tư đồ hương lại hết sức hối hận chính mình không để cho hàn sâm cầm một cây cường cung kỳ yên nhiên cùng khúc lệ lệ đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm ánh mắt nhìn lom lom vào hình ảnh trận đấu có chút hy vọng nhìn thấy hàn sâm thắng nhưng lại không dám nhìn lệ lệ Hàn Sâm sẽ thắng đúng không? Kỳ yên nhiên hy vọng có thể từ chỗ khúc lệ lệ đạt được được câu trả lời thuyết phục. Sẽ thắng, đại thần nhất định sẽ thắng, ánh sáng trong mắt khúc lệ lệ chấp động, hung hãn nói, văn tú tú mắt thấy Hàn Sâm bị ép vào khu vực cây đổ, không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Sâm đã làm vô cùng tốt, cậu ta chỉ là sai lầm ở thời gian và cầm một cây cung không thích hợp, nếu như cậu ta cũng là sinh viên năm thứ tư, cũng có một cây cường cung 16.0, như vậy đây sẽ là một trận quyết đấu xưa nay chưa từng có đại đa số người đều đồng ý với lời nói của văn tú tú xác thực là hàn sâm rất mạnh nhưng mà so với kinh cực vụ bây giờ rõ ràng là hắn còn kém một chút đợi tình xem ra kinh cực vụ vẫn chỉ có thể để lão lâm cậu tự tay đánh bại đường chân lưu cũng thở dài một tiếng mặc dù cậu ta không am hiểu bán cung nhưng cũng đã nhìn ra hoàn cảnh bây giờ của hàn sâm rất xấu nhưng lâm phong lại lạnh nhạt nói vậy cũng chưa chắc người kia còn chưa từ bỏ tôi không nhìn thấy dao động trong mắt cậu ta thế nhưng mà tôi thật sự không nghĩ ra cậu ta còn có cơ hội gì nữa? Quyết đấu chính diện ở khu cây đổ không có vật che chắn, cung 11.0 có khả năng thắng cung 16.0 được sao? Đường chân lưu nghi ngờ hỏi, trên thế giới này, lực lượng mạnh yếu cũng không phải là tất cả. Ánh mắt của Lâm Phong trầm trầm vào hàn sâm cùng kinh cực vụ đang nhanh chóng di chuyển trong vùng cây đổ, bình tĩnh nói, hai người như vậy, trừ phi một người bị nốc ao, nếu không vĩnh viễn không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Mặc dù đường chân lưu biết hàn sâm xác thực không phải nhân vật bình thường, nhưng mà dưới tình thế xấu như thế này, cậu ta không nhìn ra Hàn Sâm còn có cơ hội gì nữa. Bị ép vào khu cây đổ, cơ hồ đã xác định rõ ràng hắn đã thất bại, trong quyết đấu chính diện không có vật che chắn, Cung Cường sẽ thắng, đây là chân lý không thể nghi ngờ một chút nào, mặc kệ là tầm bắn hay là tốc độ bán tên, cung trong tay Hàn Sâm đều kém quá xa. Nếu như đổi thành người khác, Hàn Sâm còn có thể có một cơ hội, nhưng mà đối thủ của hắn lại là kinh cực phụ, đường chân lưu hoàn toàn không nhìn ra Hàn Sâm còn có hy vọng gì. Sau khi Hàn Sâm tiến vào khu vực cây đổ, đi được một đoạn cũng không tiếp tục trốn nữa, hắn đã tiến vào trong tầm sát thương của kinh cực vụ, không có bất kỳ vật che chắn nào, lại tiếp tục chạy cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Kinh cực vụ mang theo cung tên chậm rãi đi vào khu vực cây đổ, cũng không lập tức xạ kích hàn sâm, chỉ là nhìn chăm chăm vào hàn sâm nói, cậu đã rất không tồi, nhưng đáng tiếc là tôi đã không có lần tiếp theo, chỉ có thể làm chấm dứt vào hôm nay, cần gì phải đợi lần tiếp theo, bây giờ là tốt rồi. Hàn sâm lộ ra vẻ bất động, chậm rãi giơ cung tên trong tay lên, kinh cực phụ không nói gì, chỉ hơi gật đầu, cũng rơi cung tên lên nhắm tới hàn sâm. Hai người, hai cây cung, hai mũi tên, ở dưới ánh đèn huyễn lệ, hai người giống như là hai bức tượng, nhìn nhau chưa tới không chấm một giây, đột nhiên hai người đều bắt đầu chuyển động, mũi tên ra người động, hai người cơ hồ là trong nháy mắt bắn mũi tên ra, thân thể cũng cùng lúc di động. Mũi tên của kinh cực phụ rõ ràng nhanh hơn mũi tên của hàn sâm rất nhiều, cơ hồ là mới buông tay ra, mũi tên đã đến trước mặt hàn sâm, hàn sâm hơi nghiêng người, tránh qua trong găng tấc, né được mũi tên. Mà kinh cực vụ hiển nhiên nhẹ nhõm hơn hàn sâm nhiều, ở loại khoảng cách này, mũi tên của hàn sâm quá chậm, không tạo thành được uy hiếp đối với cậu ta, bất quá kinh cực vụ vẫn dần tiếp cận hàn sâm, đồng thời lần nữa để cung kéo mũi tên, bắn một mũi tên khác tới hàn sâm. Hàn sâm cũng không yếu thế, thân thể vừa lay động trái phải, vừa kéo cung bắn tên phản kích. Người xem đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, hai người mặt đối mặt điên cuồng bắn, nhưng mà đều không thể bắn trúng đối phương, đặc biệt là quỹ tích di động quỷ dị kia của Hàn Sâm, vậy mà lại khiến cho kinh cực vụ liên tục bắn trượt ba lần, ôi trời ơi! Cung 16.0, khoảng cách 200 m thậm chí ngay cả ba mũi tên liên tục đều không bắn trúng, tôi nên nói là vận may của A Vụ quá kém, hay là vận may của tiểu tử kia quá tốt, một đội viên của trường quân đội Trung ương có chức hòa trường nói. Không phải vận may của A Vụ quá kém, cũng không phải Hàn Sâm quá may mắn, mà là sức hấp dẫn của hắn quá mạnh mẽ, Tần Thành lại nghiêm túc nói, sức hấp dẫn, anh đang nói cái gì thế? Hắn cũng không phải là mỹ nữ, A Vụ cũng không phải thủy tinh, từ đâu mà có sức hấp dẫn? Đội viên kia mở to hai mắt nhìn, sức hấp dẫn theo lời tôi là chỉ trong quỹ tích di động của Hàn Sâm xen lẫn rất nhiều biểu hiện giả dối, khiến cho người ta nhìn giống như hắn phải đi một phương hướng, nhưng mà sau khi bước ra một bước lại phát hiện ra hắn đi theo một phương hướng khác hoàn toàn bất đồng, tràn đầy hư giả hấp dẫn, khiến cho phán đoán của A Vụ sinh ra sai lệch. Tân Thành giải thích nói, thoạt nhìn giống như chỉ là tùy tiện lai động trái phải, lại còn lợi hại như vậy, một đám đội viên đều tỏ vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàn Sâm ở trên sân thi đấu. Chương 263. Trăm mét địa ngục cậu cảm thấy tùy tiện lai động là có thể né tránh mũi tên của A Vũ à, đừng nói là 200 mét, kể cả ngoài 300 mét cậu thử một chút xem có trốn được hay không. Tân Thành lạnh nhạt nói, Hàn Sâm này thật đúng là lợi hại, A Vũ không thành vấn đề gì chứ. Đội viên sợ hãi than nói, Mặc dù hàn sâm còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng cung của cậu ta thật sự quá yếu, chỉ cần khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn tới phạm vi 100m, cậu ta nhất định sẽ thua. Mũi tên của cậu ta không uy hiếp được A Vụ, nhưng mũi tên của A Vụ không phải là hắn có thể tránh thoát được nữa, Tân Thành chắc chắc nói. Đúng vậy, phạm vi từ 100m đến 50m là khu vực A Vụ có ưu thế tuyệt đối, dùng năng lực của A Vụ, trong đoạn khoảng cách này có thể bán ra ít nhất 6 mũi tên, tất thắng không thể nghi ngờ huấn luyện viên của trường quân đội trung ương tỏ ra đã tính trước kỹ càng nói. Tại sao là từ 50 m đến 100 m một đội viên không hiểu hỏi, bởi vì trong khoảng cách 50 m cung tên của Hàn Sâm sẽ bắt đầu hình thành uy hiếp với A Vụ, cho nên tốt nhất không nên tới gần trong vòng 50 m Tần Thành giải thích nói. A Thành nói không sai, Hàn Sâm nhất định liều mạng muốn đi vào trong phạm vi 50 m nhưng cậu ta không có cơ hội gì, dùng trình độ của A Vụ, không có khả năng cho cậu ta cơ hội như vậy, huấn luyện viên bình tĩnh nói không chỉ là bọn Tần Thành cho rằng như vậy, cao thủ bán cung như Thu Minh Mị đều cho rằng như vậy, 100m đến 50m đối với Hàn Sâm mà nói chính là địa ngục, nếu như có thể vượt qua khoảng cách này, có lẽ là anh ta còn có cơ hội, đôi mắt đẹp của Thu Minh Mị nhìn Hàn Sâm nói. Mắt thấy khoảng cách giữa Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ đã gần 100m, Tư Đồ Hương cũng cổ nguyện ở trong lòng, tiến lên nhất định phải xông tới A, tiến lên, khi yên nhiên siết chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tiến lên A, người hy vọng Hàn Sâm thắng đều gieo họ ở trong lòng. Mặc dù bọn họ đều biết là hy vọng thật sự quá xa vời, dù sao đây chính là kinh cực vụ cùng cung 16.0, khoảng trăm mét, e rằng cho dù là tiến hóa giả cũng không nhất định có thể hoàn toàn né tránh. Lúc Hàn Sâm bước ra một bước, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo vào trong vòng 100 mét, trái tim của tất cả mọi người đều đã nhảy lên tới cổ họng. Kinh cực vụ đã kéo cung bắn tên, loại khoảng cách này đã là phạm vi bắn giết của cậu ta dùng tốc độ của Hàn Sâm cũng rất khó né tránh cậu ta bắn liên tục. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới, trong nháy mắt lúc kinh cực vụ bắn ra mũi tên thứ nhất, Hàn Sâm đã liên tục kéo cung, trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên. Mũi tên của kinh cực vụ đã đến trước mặt Hàn Sâm, trong ánh mắt của Hàn Sâm sáng sủa, bước chân như độc xà phun nọc độc, sư lập tử lưu ra tốc đẩy tốc độ của hắn lên cực hạn, không thể tưởng tượng tránh qua, tránh né mũi tên như tia chớp kia của kinh cực vụ. Cơ hồ là trong nháy mắt mũi tên sượt qua người, tay của Hàn Sâm lại kéo cung bắn liền ra ba mũi tên, hơn nữa còn đang không ngừng bắn ra mũi tên, từng mũi tên như là sao trổi sông về phía kinh cực vụ, không có khả năng, Tần Thành cùng huấn luyện viên của trường quân đội trung ương đồng thời kêu lên sợ hãi. Kỳ thật không chỉ là bọn Tần Thành, mà ngay cả bọn Tư Đồ Hương, Thu Minh Mị, Văn Tú Tú, Đường Trần Lưu cùng Lâm Phong, toàn bộ đều mở to hai mắt giật mình nhìn Hàn Sâm. Không ai nghĩ ra vậy mà Hàn Sâm lại ở vị trí này phát động công kích toàn lực, khoảng cách 100 m đối với cung 11.0 mà này quá miễn cưỡng. Nếu như đối thủ là sinh viên trường quân đội bình thường thì còn có cơ hội, nhưng mà đối thủ lại là kinh cực vụ, căn bản là không có khả năng bắn chúng, bắn nhiều mũi tên hơn nữa cũng không có tác dụng. Hàn sâm quá gấp, có lẽ cậu ta nên đến gần thêm một chút nữa, loại khoảng cách này, mũi tên của cậu ta rất dễ bị kinh cực vụ né tránh, văn tú tú có chút nóng này. Mặc kệ là xem như thế nào, hàn sâm ở trong khoảng cách này đều không thể nào uy hiếp được kinh cực vụ, Phát động thế không quá sớm, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hòng bét, hàn sâm quá gấp, đường chân lưu nhịn không được nói. Không phải cậu ta quá gấp, mà là cậu ta biết rõ đây đã là cơ hội cuối cùng của cậu ta, dùng thực lực của kinh cực vụ, khó có khả năng vò tới phạm vi 50m, huống chi khoảng cách 50m cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng kinh cực vụ, Lâm Phong nhìn hàn sâm ở trên trường đấu nói. Nói thì nói thế không sai, nhưng mà ở loại khoảng cách này, cậu ta phát động công kích thì có ích lợi gì đâu bây giờ ở bên trong bao tên của cậu ta có lẽ chỉ còn hai mươi mấy mũi tên nữa thôi bán hết chẳng khác nào là thua gần đó cũng không có điểm tiếp tế nào đường chân lưu nói cho nên cậu ta phải thắng ở chỗ này lâm phong lạnh nhạt nói thắng như thế nào đường chân lưu trừng trọng mắt hỏi không biết lâm phong khẽ lắc đầu liền cậu cũng không nghĩ ra thắng như thế nào tôi thấy lần này hàn sâm cũng chỉ là chó cùng rất dậu thôi đường Trần lưu giận dữ nói đúng lúc mọi người đang nhìn chăm chú hàn sâm đang rất nhanh tiếp cận với kinh cực vụ Cung 11.0 cũng có chỗ tốt của nó. Hàn Sâm có thể không hề lao được bắn liên tục rất nhanh. Từng nhánh mũi tên giống như là không cần tiền bay về phía kinh cực vụ. Mặc dù khẳng định là những mũi tên này bắn không trúng kinh cực vụ, nhưng vẫn khiến cho kinh cực vụ không thể không né tránh mũi tên. Hàn Sâm bắt lấy cơ hội này, vừa mãnh liệt bắn vừa chạy như điên tới chỗ kinh cực vụ. Nhưng mặc cho ai cũng đều nhìn ra, dùng cách bắn như vậy của hắn, căn bản chạy không đến khoảng cách 50 m gần kinh cực vụ, mũi tên sẽ bị bắn hết trước kinh cực vụ không hổ là kinh cực vụ, trong lúc tránh né mũi tên, vẫn có thể lợi dụng tư thế cực kỳ không khoa học bắn ra mũi tên. Mà lúc này Hàn Sâm đã cách kinh cực vụ khoảng chừng 75 mét, mũi tên của kinh cực vụ uy hiếp đối với hắn rất lớn, Hàn Sâm đẩy sơ lạp từ lưu ra tốc tới cực hạn, mới hiểm hiểm tránh qua, tránh né mũi tên này. Mũi tên cơ hồ là bay sát qua gò má của Hàn Sâm, lực phá không đánh lên trên mặt của Hàn Sâm, khiến cho tóc của hắn vẩy ra tứ tán, có mấy lọn tóc thậm chí còn bị mũi tên kia trực tiếp bắn đứt, trung tung bay cuồng vũ trên không. Lực lượng của mũi tên này thật sự quá mạnh, mặc dù là mũi tên cao su, nhưng mà nếu thật sự bị bắn trúng mặt, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Chỉ là hàn sâm vẫn thở ơ, trong nháy mắt né tránh mũi tên, mặc dù thân thể đã mất đi trọng tâm, một chân chạm đất, thân thể đã cùng mặt đất tạo ra một góc 60 độ, nhưng mà hàn sâm vẫn bắn một mũi tên về phía kinh cực vụ. Sau khi một mũi tên này vào tới, hàn sâm đã triệt để mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống, cử động như vậy của hàn sâm khiến cho hàn quang trong mắt kinh cực vụ lóe lên đây tuyệt đối là đang khiêu khích cậu ta ở dưới tình huống hàn sâm mất đi trọng tâm kia không thèm nghĩ tới việc điều chỉnh trọng tâm chuẩn bị trốn tránh tiến công kế tiếp của cậu ta lại dám bắn tới một mũi tên đây tuyệt đối là khiêu khích chân trụi kinh cực vụ há lại sợ hãi khiêu khích như vậy huống hồ hàn sâm đã mất đi trọng tâm một mũi tên này của cậu ta cơ hồ tất chúng là tà. hai mũi tên của kinh cực vụ trực tiếp bắn ra liên tiếp một mũi tên nghênh hướng mũi tên của Hàn Sâm, một mũi tên trực tiếp bắn về phía Hàn Sâm đã mất trọng tâm, mà rõ ràng là Hàn Sâm đã mất đi năng lực chẳng lẽ? Tựa hồ Hàn Sâm cũng đã bỏ qua trốn tránh, người ngã ở giữa không trung, lại hướng kinh cực vụ liên tục bắn ra hai mũi tên. À, ngoài sân đã là một mảnh âm thanh sợ hãi, ai cũng không ngờ thắng bại được phân ra nhanh như vậy. Hơn nữa mặc kệ nhìn như thế nào đi nữa, Hàn Sâm đều nhất định phải thua. chương hai trăm sáu mươi bốn nhất tiễn cung của Hàn Sâm quá yếu đừng nói là mũi tên của hắn không có khả năng bắn trúng kinh cực phụ cho dù là có thể bắn trúng mũi tên của hắn cũng chậm hơn mũi tên của kinh cực phụ nhiều lắm nhất định là mũi tên của kinh cực phụ sẽ trúng trước mà mũi tên của kinh cực phụ có lực quá mạnh cho dù hắn bắn ra hai mũi tên có thể ngăn mũi tên của kinh cực phụ lại cũng sẽ bị trực tiếp bắn rơi căn bản không thể chân chính cản mũi tên lại kết cục tự hồ đã sớm được xác định rõ ràng hai mũi tên của hàn sâm đều không thể đụng trúng mũi tên của kinh cực phụ mũi tên kia của kinh cực phụ giống như tia chớp từ chính giữa hai mũi tên của hàn sâm lóe lên lập tức đến trước người hàn sâm đã mất đi trọng tâm mắt thấy hàn sâm không thể tránh thoát tất cả mọi người không khỏi thở dài một tiếng ở trong lòng đã xong kỳ yên nhiên cũng không đành lòng nhìn nữa đã xong trong lòng tư đồ hương cũng tràn đầy không cam lòng cô hy vọng có thể đưa cho hàn sâm một cây cường cung tới rừng nào cho hắn một cơ hội chính thức quyết đấu với kinh cực vụ mà không phải là thua trận giống như bây giờ nhưng mà hiển nhiên tất cả đều đã quá muộn hoàng đế cuối cùng vẫn không thể hàng phục quái vật kia văn tú tú thất là cảm thán mọi người đều cho rằng hàn sâm đã không thể may mắn thoát khỏi kết cục suy tàn đã là chắc chắn thế nhưng mà trong nháy mắt mũi tên tới gần hàn sâm dưới tình huống hàn sâm đã hoàn toàn mất trọng tâm cứ thế mà trực tiếp kéo cung ra chỉ là một mũi tên này hắn lại không bắn ra trực tiếp nắm đôi tên dùng mũi tên vọt đụng tới mũi tên của kinh cục vụ sau đó chẳng khác nào là hàn sâm đang dùng chính lực lượng thân thể của mình mượn thân mũi tên trực tiếp cùng mũi tên kia đối kháng lập tức đụng bay mũi tên kia ra ngoài mà hàn sâm cũng té xuống đất hàn sâm bắn ra ba mũi tên một mũi tên đầu tiên đã đụng vào mũi tên thứ hai của kinh cực vụ hai mũi tên khác thì trực tiếp bay về phía kinh cực vụ chỉ là hai mũi tên này của hắn hình như là bởi vì lúc ngã ở trên không mới bắn ra độ chính xác bị ảnh hưởng nghiêm trọng căn bản là không thể bắn trúng kinh cực vụ một mũi bên trái một mũi bên phải bay về hai bên thân thể của kinh cực vụ căn bản là cũng không thể trúng mục tiêu lúc mọi người đang thở dài lại đột nhiên nhìn thấy kinh cực vụ biến sắc mũi tên thứ hai kia hẳn là đã bị kinh cực vụ cản lại vậy mà sượt qua mũi tên của kinh cực vụ trực tiếp bay tới y làm sao có thể làm sao kinh cực vụ có thể mắc sai lầm tần thành trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên cầm lấy vòng bảo hộ trợn to mắt nhìn bên trong sân thi đấu không thể làm sao có thể văn tú tú cũng rất giật mình loại người như kinh cực vụ tuyệt đối sẽ không có khả năng sai lầm đấy bốn năm sống trong trường quân đội không biết là kinh cực vụ đã tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài, các loại hạng mục trận đấu đều có, nhưng mà cậu ta chưa từng mắc phải sai lầm, thật tốt quá. Mặc dù tư đầu hương không biết tại sao kinh cực vụ lại mắc phải sai lầm, nhưng mà kết quả này lại khiến cho cô mừng ngỡ. Bởi vì chặn đường sai lầm, mũi tên của Hàn Sâm cách kinh cực vụ đã quá gần, mà lúc này kinh cực vụ cũng phát hiện hai mũi tên khác của Hàn Sâm đã trùng hợp phong bế vị trí tránh né của cậu ta. Cơ hồ là trong nháy mắt, kinh cực vụ đã làm ra phán đoán chính xác, vậy mà cậu ta giống như hàn sâm cũng mắc một mũi tên lên trên cung cũng tương tự không bắn ra khoảng cách gần như thế đã không kịp để cho cậu ta bắn ra rồi cậu ta làm giống như hàn sâm trực tiếp bắt lấy đôi tên dùng đầu mũi tên đánh tới mũi tên này của hàn sâm mọi ánh mắt đều tập trung lên trên tay của kinh cực phụ đang cầm cung cùng mũi tên mắt thấy đầu mũi tên sắp va chạm với mũi tên của hàn sâm ai cũng cho rằng mũi tên này của hàn sâm nhất định sẽ bị kinh cực phụ trực tiếp đụng bay ra ngoài dù sao Hàn Sâm cùng Kinh Cực Vụ đều sử dụng phương pháp giống nhau, chẳng khác nào chỉ dùng sức mạnh của bản thân đụng lên trên tên, chứ nói mũi tên của Hàn Sâm chỉ là cung 11.0 bắn ra, coi như là cường cung 16.0 bắn ra cũng không chịu được lực lượng như vậy. Thế nhưng mà ngay lúc đầu mũi tên của Kinh Cực Vụ vọt tới mũi tên của Hàn Sâm, đầu mũi tên cơ hồ sắp đụng vào nhau rồi, nhưng mà mũi tên của Hàn Sâm lại đột nhiên giống như là sống lại, vậy mà tự động chết đi nửa tấc, quỷ dị tránh được đầu mũi tên của Kinh Cực Vụ, giống như là độc giả từ mặt dưới mũi tên của kinh cực vụ lách qua, thoáng cái bắn lên trên lồng ngực kinh cực vụ, kinh cực vụ lập tức ngây ra một lúc, nhìn vị trí bị bắn trúng trên người mình. Tần Thành ngây dại, Văn Tú Tú ngây dại, Tư Đồ Hương ngây dại, toàn bộ đội viên của trường quân đội Trung ương cùng trường quân đội Hắc ương đều ngây dại, tất cả người xem ở hiện trường cùng bên trên Internet cũng đều ngây ngốc. Cơ hồ không ai kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bọn họ thấy được tất cả, nhưng mà bọn họ lại không thể tin được, kinh cực vụ vậy mà bị trúng tên như vậy, Lúc này chỉ có kỳ yên nhiên cùng khúc lệ lệ ôm nhau vừa gào vừa nhảy, như là bị điên, kinh cực, vụ chúng tên rồi hả. Lão Thạch ngơ ngác nói một câu, hẳn là chúng tên rồi, Trương Dương cũng có chút không dám khẳng định, người của đội tuyển hắc ưng vậy mà không có ai dám tin tưởng chuyện này, đều do dự không dám trả lời. Thật sự là bọn họ không thể tin được, quái vật của trường quân đội Trung ương, người đàn ông bất bại kia, người đàn ông chế bá ba năm cuộc thi giữa các trường quân đội kia, lại bị chúng tên như vậy, trường quân đội Trung ương, Kinh cực phụ bị nốc ao người bắn trúng trường quân đội Hắc ưng, Hàn, Sâm. Cho đến tận lúc thanh âm phán định của máy trí tuệ nhân tạo vang lên trên bầu trời của sân thi đấu, liên tục quanh quẩn mấy lần, tất cả mọi người mới bừng tỉnh. A a a a a a a, lão Thạch Bế lấy lữ mông bên cạnh lên, vừa chu lên như không phải người, vừa ôm lữ mông quay vòng vòng, chúng ta thắng rồi. Trương Thiên Hào vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, vầng sáng trong ánh mắt chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên cùng không thể tin. Giống như vẫn không có cách nào tiếp nhận hiện thực này, mà Trương Dương đã lập tức vứt bỏ khăn mặt trên tay, kêu to nhảy qua lan can sông về trong sân thi đấu, thật nhanh phóng tới chỗ Hàn Sâm, các đội viên cũng đều kịp thời phản ứng lại, đều giống như là bị điên, học theo Trương Dương phóng qua lan can lao tới chỗ Hàn Sâm, huấn luyện viên, chúng ta thắng. Quản lý vẫn không thể tin được nhìn sang Tư Đồ Hương, "Đúng, chúng ta thắng." Tư Đồ Hương không biết là đang trả lời quản lý, hay là đang tự nói với chính mình toàn bộ đấu trường cùng Internet đều đã sôi trào. Thất bại, kinh cực vụ vậy mà lại thất bại, con mẹ nó, mũi tên vừa rồi kiếm rốt cuộc là cái gì? Là tôi bị hoa mắt à, tự mũi tên tránh được mũi tên của kinh cực vụ, một thời đại kết thúc rồi ư, quái vật dĩ nhiên cũng thất bại như vậy, không thể tin được, một mũi tên thần kỳ. Lúc này Văn Tú Tú chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng kích động tới máu huyết sôi trào, khiến cho giọng nói của cô đều có chút lạc âm, nhưng mà cô đã hoàn toàn bất chấp những thứ này cơ hồ là hàn cả giọng kêu lên, kỳ tích, hắc ưng sáng tạo ra kỳ tích. Hàn sâm sáng tạo ra kỳ tích trường quân đội trung ương vương giả quái vật kinh cực vụ bất bại, một mũi tên kia như là một kỳ tích vương giả mới đã ra đời hoàng đế dùng một mũi tên thần kỳ kia thông báo chính mình đã lên ngôi, trước 265. Tân hoàng đăng cơ nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi đeo vương miện lên cho anh, nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi vì anh dâng lên trung thành cùng tín ngưỡng, nếu như anh là hoàng đế, xin cho tôi cảm ơn để cho chúng tôi được hoan hô nếu như anh là hoàng đế xin hãy giơ cao mũi tên thắng lợi của anh lên chỉ dẫn chúng tôi đi tới thắng lợi huy hoàng giờ phút này anh chính là hoàng đế vương miện đã lên ngôi giờ phút này anh chính là hoàng đế là chúa tể trí cao vô thượng kia giờ phút này anh chính là hoàng đế chỉ có anh mới có thể mang cho chúng tôi cười vui cùng thắng lợi giờ phút này chúng tôi đều là con dân của hoàng đế chỉ vì anh mà hoan hô chỉ vì anh mà kiêu ngạo chỉ vì anh là hoàng đế bệ hạ không gì không làm được của chúng tôi Phân Tú Tú kích động lớn tiếng đọc lên tuyên ngôn thắng lợi do chính mình viết xuống. Tất cả fan hâm mộ của trường quân đội Trung ương cũng đã yên lặng đi ra, mà những người còn lại vẫn đang cuồng hoan. Bên trên Internet đã sớm điên cuồng, không có ai từng nghĩ tới chuyện Hàn Sâm có thể đánh bại kinh cực vụ. Rất nhiều người đều kích động thảo luận ở trên Internet, mũi tên kia thật sự quá thần kỳ, rốt cuộc là làm sao làm được. Lão Hoàng thoái vị, Tân Hoàng lên ngôi, về sau cuộc thi giữa các trường quân đội là thiên hạ của Hàn Sâm rồi, Ngô Hoàng đăng cơ. Vô hoàng đăng cơ, vô hoàng đăng cơ thể căn cước, đến bây giờ vẫn còn không thể tin được, kinh cực vụ thật sự đã thất bại sao, thời đại mới đã buông xuống. Mũi tên của hoàng đế giết chết quái vật, mũi tên kia quá ly kỳ, không phải là trên tên giờ cho gì chứ, là điều khiển ư, chỉ thắng một trận đấu bắn cung mà thôi, nói chế bá cuộc thi giữa các trưởng quân đội vẫn còn quá sớm đi, vô hoàng vạn tuế, mũi tên kia thật sự quá quỷ dị, vô hoàng vạn tuế. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Toàn bộ đội tuyển hắc ưng kể cả tư đồ hương đều mất ngủ, đánh bại trường quân đội trung ương có được kinh cực vụ, đây quả thực giống như là một giấc mơ, không biết có bao nhiêu trường quân đội đều đang mơ tới giấc mơ này, nhưng mà kết quả đều là mộng tan người tình. Chỉ là bọn họ vậy mà làm được, trên trường đấu bán cung, đánh bại trường quân đội trung ương có được kinh cực vụ, mặc dù có rất nhiều may mắn cùng trùng hợp, nhưng thắng vẫn là thắng, hôm nay bọn họ là người thắng, là vương của toàn bộ thế giới. Nếu như không phải là ngày mai còn có trận đấu. Tư Đồ Hương bắt ép bọn họ đi nghỉ ngơi, chỉ sợ bọn họ đã sớm đi ra ngoài vui vẻ trắng đêm, thế nhưng mà mặc dù là nằm ở trên giường, cũng vẫn kích động không có cách nào ngủ, lão Tam, chúng ta thật sự đã thắng ư? Lão Thạch nằm ở trên giường, con mắt trừng lớn, ngơ ngác hỏi, thắng? Hàn Sâm đáp một câu, lão đại, chúng ta thật sự đã thắng à? Lão Thạch vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Trương Dương, thắng? Trương Dương trả lời một câu, lão nhị, lão Thạch lại muốn hỏi lại bị Lữ Mông trực tiếp một câu đánh trở về. Cậu còn nói nhảm không ngủ nữa. Ngày mai bọn tôi sẽ cùng một chỗ đề nghị huấn luyện viên Tư đồ không cho phép cậu xuất hiện. Lữ Mông nói, con mẹ nó, lòng dạ chú mày đủ hiểm độc đấy. dựa vào cái gì mà không cho anh xuất hiện? Trường quân đội trung ương đều bị anh đánh ngã. lúc hành hạ mấy con gà yếu nhược mà chú mày lại không cho anh lên. Lão Thạch lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Cậu nói nhảm một thêm câu nữa xem. Lữ Mông bình tĩnh nói, Lão Thạch há to miệng. Nhưng mà lời vừa mới ra đến khóe miệng đã nuốt trở vào, ngoan ngoãn lại nằm trở lại giường, cậu ta đúng là sợ ngày mai sẽ không được ra trận, thế nhưng mà nằm lại lên trên giường, lão Thạch lại như thế nào cũng không ngủ được. Tư Đồ Hương cũng không ngủ được, đến tận bây giờ nhớ lại trận đấu ngày hôm nay vẫn giống như đang nằm mơ, bây giờ cô vẫn cảm thấy hết sức không chân thực. Đội ngũ do so cô dẫn dắt vậy mà đánh bại trường quân đội Trung Ương, đây là giấc mơ và truy cầu của bao nhiêu huấn luyện viên trường quân đội, vậy mà cô lại làm được, Hàn Sâm à Hàn Sâm cậu thật quá đáng yêu từ đầu hương bây giờ hận hàn sâm không thể ở ngay trước mặt cô hùng hăng ôm lấy đầu hàn sâm hôn mấy cái các đội viên của trường hắc ưng đều kích động khó có thể ngủ internet cùng tất cả các tạp chí lớn đều đã điên cuồng không ai từng nghĩ tới trường quân đội trung ương lại ngã gục dưới chân hắc ưng tất cả đều tới quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời tất cả các tạp chí lớn đều chạy nhau đưa tin về trận chiến giữa hắc ưng và trường quân đội trung ương đặc biệt là chiến thuật của hắc ưng còn có quyết đấu cuối cùng giữa Hàn Sâm và Kinh cực Vụ. Đại đa số truyền thông đều trích dẫn sương hô của Văn Tú Tú đối với Hàn Sâm, danh tiếng hoàng đế trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ liên minh, đặc biệt là trong các trường quân đội, mọi người đều biết tới hai chữ hoàng đế. Tên tuổi của Kinh cực Vụ thật sự là quá lớn, tin tức Hàn Sâm đánh bại cậu ta đã nhanh chóng nóng hổi, đã bị tất cả các tạp chí lớn sương hô là vương giả trong thời đại mới của cuộc thi giữa các trường quân đội. Trong lúc nhất thời kinh cực vụ đã nhiễm nhiên trở thành vương giả quá khứ, còn hàn sâm đã quân lâm thiên hạ trên sân thượng ba người trẻ tuổi dựa vào lan can nhìn cảnh đêm đô thị đèn đúc sáng trưng ở phương xa tư vị của thất bại như thế nào đường chân lưu ực một hớp bia sau đó mới cười tùm tìm nhìn kinh cực vụ đang đứng ở bên cạnh hỏi cũng không tệ lắm tên hàn sâm kia quả thật là có chút nằm ngoài dự liệu của tôi tôi thua kinh cực vụ nhàn nhạt, nhạt, cười cười mũi tên cuối cùng kia đến cùng là xảy ra chuyện gì đường chân lưu không nhận được hỏi mũi tên xoay tròn kinh cực vụ nhẹ giọng nói mũi tên xoay tròn là có ý gì đường chân lưu hơi ngây ngốc một chút không hiểu rõ ý tứ của kinh cực vụ mũi tên là từ trên cung bắn đi ra cũng không phải là lực lượng bản thân kéo dài trừ phi là một ít mũi tên đặc chế nếu không thì sẽ không thể nào tự xoay tròn trong trận đấu dùng là đều là mũi tên chuyên dụng do cuộc thi quy định không có khả năng bắn ra hiệu quả xoay tròn như vậy mới đúng không biết kinh cường phụ rất tự nhiên đáp lại một câu làm sao mà cậu cũng không biết đường chân lưu lộ vẻ không thể tưởng tượng nhìn kinh cường phụ chính kinh cực vụ đối mặt với mũi tên kia, dùng trình độ của cậu ta, làm sao lại có thể không biết đến cùng mũi tên kia bị động tay chân như thế nào. Lâm Phong lại ở bên cạnh tiếp lời, xác thực là cậu ta không biết, có thể bắn ra mũi tên xoái như vậy, lợi dụng khí lưu khiến cho mũi tên cải biến phương hướng, thủ pháp như vậy không phải là không có, nhưng không phải là một người chưa tiến hóa có thể làm được. Thật là một tên thú vị, nhưng đáng tiếc đây đã là một năm cuối cùng của tôi, đã không có cơ hội giao thủ lại với cậu ta nữa. Kinh cực phụ nói xong cầm lon bia trong tay ném vào trong thùng rác, quay người hướng cầu thang đi đến, tạm biệt, hy vọng còn có thể sống sót trở về gặp mặt mọi người. Về sau có tính toán gì không? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu, vốn muốn chờ tới lúc cuộc thi chấm dứt rồi mới lên chiến trường, nhưng giờ thì không cần nữa, đêm nay là được rồi, kinh cực vụ cũng không quay đầu lại nói, tôi chờ cậu trở lại, Lâm Phong nhìn bóng lưng kinh cực vụ nói. Thân hình của kinh cực vụ hơi dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, lộ ra một nụ cười kỳ dị người kia, cậu đã từng giao thủ chưa, cậu nói hàn sâm, Lâm Phong hơi ngây ra một lúc mới phản ứng lại. Kinh cực vụ cười cười không trả lời, người cũng đã đi vào trong hành lang, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, cậu ta có ý gì thế, đừng chân lưu hơi giật mình chưa kịp phản ứng, cậu ta nói, cậu ta không thắng được hàn sâm, tôi cũng chưa chắc đã có thể thắng, Lâm Phong lạnh nhạt nói, đường Trần lưu nghe được, lập tức giật mình đến mức há hóc mồm, sau nửa ngày đều không khép lại được. Chương 266, Biển Ơ ghi ẩn mấy cuộc tranh tài kế tiếp của trường quân đội Hắc ưng, đối thủ cũng không tính là quá mạnh, vừa vặn cho bọn họ cơ hội rèn luyện lần nữa. Hơn nữa bọn họ đã đánh ra tự tin, thật bắn cung xoán ốc của Hàn Sâm vô cùng quỷ dị, khiến cho Hắc ưng không ngừng thắng trận, cuối cùng càng chiến càng hăng, lấy được quán quân trong cuộc thi bắn cung lần này. Tất cả các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin đội bắn cung của Hắc ưng đoạt giải quán quân, càng được gọi là Hắc ưng kỳ tích, tân vương ra đời, thuật bắn cung thần kỳ, hoàng đế, các loại từ ngữ khiến cho danh vọng của Hàn Sâm ở trong các trường quân đội đạt đến tột đỉnh. Bây giờ tất cả các trường quân đội đều biết Hắc Ưng có một xạ dạ thủ biến thái có thể ở trên thuật bắn cung chiến một trận với kinh cực vụ. Sau khi đội tuyển của Hắc Ưng trở lại trường, được nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, nhân viên nhà trường còn phá lệ ban thưởng cho đội viên của đội tuyển, đồng thời đội tuyển của Hắc Ưng được ghi vào sử sách vinh dự của trường quân đội Hắc Ưng. Dù sao trường quân đội Hắc Ưng thành lập từng ấy năm tới nay, đây chính là một lần quán quân duy nhất trong cuộc thi giữa trường quân đội. Nếu như không phải là bây giờ cuộc thi giữa các trường quân đội chỉ cho phép một tuyển thủ được tham gia thi đấu một hệ, hiệu trưởng Ngụy đều hận không thể để cho Hàn Sâm giống như kinh cực vụ trước kia, đều báo tên tất cả các hạng mục một lần. Về phần thi đấu bán cung cá nhân, kỳ thật vẫn không được tính là quán quân chân chính, sau khi đoàn thể thi đấu chính thức kết thúc sẽ bầu bằng phiếu ra 10 tiễn thủ ưu tú nhất tiến hành trận đấu mang tính biểu diễn, dùng tên tuổi cùng kỹ thuật bán cung xoán ốc bây giờ của Hàn Sâm, không nghi ngờ chút nào đã lấy được. Vị trí thứ nhất Đội vinh dự này so với quán quân thi đấu đoàn thể còn kém hơn nhiều, nhưng vẫn được ghi vào danh sách công huân trong trường, vẫn có học phần có thể cầm nốc tốt nghiệp. Phương pháp bắn tên xoán ốc là hàn sâm bắt trước thương pháp xoán ốc của trùng giáp kỵ sĩ, dùng đại âm dương từ lực pháo làm cơ sở mới có thể bắn ra mũi tên xoán ốc. Hàn lâm đại chiến 3 tháng với trùng giáp kỵ sĩ, thứ khác không học được, cũng chỉ học xong chiều thức ấy, cũng may mắn là đã học được chiều thức ấy, nếu không thì căn bản không có khả năng thắng được kinh cực vụ. Cho dù như thế, lúc này thắng kinh cực vụ vẫn là hết sức may mắn nếu như lại một lần nữa hàn sâm cũng không dám khẳng định mình còn có thể thắng có thể nói hắc ưng đoạt giải quán quân năm nay là một lần kỳ tích không thể phòng chế biển xanh bay trắng ánh mặt trời trải dài bãi cát một vị mỹ nữ thon dài nhô đằng trước cong đằng sau da thịt giống như sữa bò ăn mặc áo tắm đang chơi đùa ở trong nước hàn sâm nằm ở phía dưới ô nhìn kỳ yên nhiên mặc áo tắm đã trợn cả mắt lên rồi nước miếng đều đã sắp chảy xuống cuộc sống thật là tốt đẹp nhìn cái mông đầy đặn cùng bộ ngực ngạo nghĩa ưỡn lên của kỳ yên nhiên hàn sâm chỉ cảm thấy cuộc đời thật là tươi đẹp kỳ yên nhiên vậy mà thật sự tuân thủ lời hứa dẫn hắn đến biển ơ ghi ẩn sảng khoái khiến cho hàn sâm vô cùng ngoài ý muốn thậm chí ngay cả việc hắn xin phép nghỉ đi ra ngoài đều do kỳ yên nhiên giúp hắn xử lý sự thu hút của ca quả nhiên là không có cách nào ngăn cản hàn sâm tự luyến tháo kính dâm xuống soi soi mặt mình trên kính dâm sao không xuống nước chơi kỳ yên nhiên đi tới ghế dựa bên cạnh bãi cát ngồi xuống vừa uống nước vừa có chút kỳ quái hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm thò tay kéo một cái, lập tức kéo thân thể xinh đẹp vào trong ngực của mình, qua lấy eo thon của cô, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói ở bên tai cô, anh phải tiết kiệm một chút thể lực cho bốn ngày ba đêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ bừng, thò tay hùng hăng nháo một cái lên trên lưng Hàn Sâm, thừa dịp Hàn Sâm kêu gào bi thống, tránh ra ma chảo nằm ở trên một cái ghế khác trên bãi cát. Đúng rồi, tại sao anh lại không thấy những người khác? Sẽ không phải là đã bao cả bãi cát này rồi đấy chứ? hàn sâm có chút kỳ quái nhìn xung quanh sau khi tới đây hắn không nhìn thấy có những du khách khác anh đã từng nghe nói có chuyện bao cả bãi cát chưa kỳ yên nhiên tức giận lướt hắn sau đó còn nói thêm bãi biển này vốn chính là sản nghiệp tư nhân đương nhiên là không có những người khác bãi biển này là của nhà em à hàn sâm hơi có chút giật mình bãi biển này không phải của nhà em kỳ yên nhiên cười hì hì nói cả tinh cầu này là của nhà chú hai em phốc hàn sâm vừa uống vào một ngụm nước đã phun ra Hàn Sâm biết rõ là trong nhà Kỳ Yên Nhiên rất có tiền, nhưng thật không ngờ là lại có tiền tới mức này, thật sự là quá tốt. Về sau đi theo bạch phú Mỹ em lan lộn, đời này sẽ được ăn ngon mặc ấm rồi, Hàn Sâm cười nói. Thôi đi ông tướng, nghĩ gì thế, gia nghiệp của kỳ gia nhà em chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái. Bây giờ em ăn nhờ ở đậu đấy, chờ em xuất giá rồi, phải dựa vào anh nuôi đấy. Kỳ yên nhiên bĩu môi nói, à, em vội vã muốn gả như vậy à, anh còn chưa quyết định có muốn cưới em hay không đây hàn sâm ra vẻ giật mình nhìn kỳ yên nhiên anh muốn chết hả kỳ yên nhiên lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy đánh về phía hàn sâm hàn sâm lại lộ ra nụ cười gian kế đã thành công một tay bắt được bàn tay trắng như ngọc của kỳ yên nhiên một lần nữa kéo cô vào trong ngực mình trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhán mê người kia kỳ yên nhiên ở trong ngực hàn sâm chỉ vùng vẫy vài cái liền nằm im mặc kệ cho hàn sâm nhấm nháp đôi môi của cô bàn tay của hàn sâm không chút khách khí xoa eo nhỏ của kỳ yên nhiên lúc đang do dự có nên giữa ban ngày giải quyết đại mỹ nữ mê người này tại chỗ hay không, lại đột nhiên nghe được tiếng còi vù vù truyền đến. Hàn Sâm ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy trên biển có một chiếc du thuyền cổ xưa đang lái về phía bên này, món đồ kia Hàn Sâm đã từng thấy ở trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đã là đồ vật cổ xưa rồi. Kỳ yên nhiên vội vàng từ trong ngực Hàn Sâm đứng dậy, không bao lâu sau du thuyền đã đến gần bến tàu nhỏ bên cạnh, có một thanh niên trẻ tuổi khoảng 24-25 mang theo mấy người dáng vẻ hộ vệ đi xuống, đi về phía bọn họ bên này. Thanh niên trẻ tuổi kia mặt đầy tươi cười, thật ra đã chào hỏi kỳ yên nhiên, yên nhiên, em đã rất lâu không tới nhà anh chơi đó, tam ca, không phải là em đang học tập ở trường quân đội sao, bình thường sao có thời giờ tới chơi, kỳ yên nhiên vừa nói vừa giới thiệu hàn sâm cho thanh niên trẻ tuổi kia. Tam ca, đây là bạn học hàn sâm của em, hàn sâm, đây là tam ca kỳ lang phong của em, tam ca, hàn sâm thở không gấp mặt không đỏ, đi lên liền trực tiếp gọi một tiếng tam ca khuôn mặt nhỏ của kỳ yên nhiên đỏ lên kỳ lăng phong cũng ngây ra một lúc nhưng lập tức liền vừa cười vừa nói hàn sâm cậu không phải là hàn sâm trong cuộc thi bán cung đánh bại kinh cực vụ kia đấy chứ để cho tam ca chê cười rồi hàn sâm thuận miệng nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên khó trách yên nhiên sẽ mang người bạn như cậu trở về kỳ lăng phong nói xong nhìn thoáng qua kỳ yên nhiên còn cố ý nhấn mạnh hai chữ người bạn khuôn mặt nhỏ nhắn của kỳ yên nhiên ửng đỏ cắt giọng tam ca rốt cuộc là anh tới đón bọn em hay là đến nói chuyện đấy, ha ha, vậy thì lên thuyền rồi nói sau. Kỳ Lăng Phong mang theo Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên lên du thuyền của anh ta, du thuyền lập tức chạy vào trong biển rộng, Hàn Sâm, có biết chơi đoán số hay không? Kỳ Lăng Phong đưa hai người tới khoang thuyền, sau khi ngồi xuống ghế salon, trực tiếp từ trên giá rượu lấy ra hai bình rượu, biết một chút. Hàn Sâm cười tùng tìm nói, trước 267, Hoàng Kim Sư Tử du thuyền ngừng lại ở một hoa viên trên một hòn đảo nhỏ, Kỳ Lăng Phong được một bảo tiêu rượu từ trên du thuyền xuống uống tới mức ngay cả đi đường đều không ổn rồi. Trở lại biệt thự trên đảo nhỏ liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ, cơm tối đều chỉ có hai người hàn sâm cùng kỳ yên nhiên ăn, tam ca không phải nói là có suối nước nóng hay sao, chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi, ăn cơm xong, hàn sâm cười hiếp mắt nhìn kỳ yên nhiên nói. Khuôn mặt nhỏ của kỳ yên nhiên đỏ lên, tự nhiên biết rõ là hàn sâm đang có ý định quỷ quái gì, nguyên bản cô mang hàn sâm tới nơi này là bởi vì có kỳ lang phong ở đây, hàn sâm không tiện làm mấy chuyện xấu với cô, nhưng mà không nghĩ tới kỳ lang phong đã bị uống cục, bây giờ là một chút tác dụng cúng. Không có, trong suối nước nóng lớn chỉ có hai người kỳ yên nhiên cùng hàn sâm, mới chưa đầy nửa tiếng, kỳ yên nhiên đã sớm mặt đỏ tới mang tai, vũ mị mê người không nói ra được, hàn sâm sao còn có thể nhịn được, lập tức bấy ngọc thể của kỳ yên nhiên lên, đi nhanh hướng vào trong phòng. Kỳ yên nhiên giống như là uống rượu say, hai tay nắm lấy cổ của hàn sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở trong lồng ngực hàn sâm, ngọc thể mềm yếu không có một tiêu khí lực thẳng đến lúc thân thể mềm mại bị đặt ở bên trong cái chăn giống như bông tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn của kỳ yên nhiên càng thêm kiểu diệm ướt át sóng xuân tươi đẹp trong mắt nổi lên mê người tới cực điểm tiểu yên nhiên ngoan nghe lời anh tới đây hàn sâm nhanh như hổ đói bồ mồi lập tức bắt con cừu nhỏ đáng thương vào bàn tay a à, hành trình bốn ngày ba đêm trên ơ ghi ẩn trong cảm giác của hàn sâm thoáng cái đã hết rồi sau khi lưu luyến trở lại trường quân đội hàn sâm sắp xếp thỏa đáng nhiệm vụ của tiểu phân đội mình cũng tiến vào cương giáp tí hộ giờ. Cách thời điểm Tiểu Vân thu tiến hóa đến cấp thần huyết còn hơn một tháng nữa, Hàn Sâm có ý định trong khoảng thời gian này đi săn giết một ít sinh vật biến dị. Nơi dễ dàng tìm thấy sinh vật biến dị nhất đương nhiên là đầm lầy hắc ám, nhưng mà sinh vật biến dị phổ biến ở nơi đó khá lớn, mà rất nhiều sinh vật biến dị ở đại sa mạc Bạch Ma đều là hợp thành đàn, săn giết rất phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm quyết định vẫn là đi tới Ngọc Long Sơn mạch thử vận may xem, trước kia hàn sâm chỉ biết mấy cái sơn mạch ở gần đó nhưng mà đối với hướng sơn mạch cụ thể cùng phân bố đều không rõ lắm sau khi trở thành đội trưởng tiểu phân đội hàn sâm ở bên trong tư liệu của tổ hành động đặc biệt an toàn xem rất nhiều tư liệu hữu dụng trong đó có một bộ phận lớn đều là về ngọc long sơn mạch ngọc long sơn mạch đã bị người phát hiện ra rất sớm nhưng mà chính thức dám đi vào trong đó săn bắn lại không có người mà ngay cả thế lực lớn như cương giáp đoàn quyền đầu đoàn cùng thần thiên tử có được phần đông cao thủ cũng cũng không dám đi tới ngọc long sơn mạch san giết dị sinh vật nguyên nhân căn bản nhất chính là dị sinh vật cao cấp ở bên trong ngọc long sơn mạch thật sự quá nhiều nghe nói sinh vật thần huyết giống như là huyết tinh đầu lục giả đều là từ bên trong ngọc long sơn mạch chạy ra căn cứ theo tư liệu miêu tả có hạn cùng với những tiền bối đã đi qua ngọc long sơn mạch trước kia kể lại trên cơ bản chỉ cần ở biên giới ngọc long sơn mạch đã đụng phải vài con sinh vật thần huyết phần lớn người đi tới đó đều chết hết chỉ có không nhiều người có thể trốn về không dám lại đi vào trong đó nữa. Đây cũng không phải là vấn đề về thực lực, nơi có nhiều sinh vật thần huyết qua lại, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Theo những tiền bối may mắn còn sống sót đó từng nói, bên trong có cự xà dài đến trăm mét, những con chim lạ giống như những đám mây lớn che trời, cự thú giống như núi nhỏ, quả thực chính là một cái căn cứ của dị sinh vật cao cấp. Miêu tả để cho hàn sâm khắc sâu ấn tượng nhất là sau khi bọn họ tiến vào ngọc long sơn mạch, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật bình thường đều không nhìn thấy, dị sinh vật cấp thấp nhất đều là sinh vật biến dị. Mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng mà Hàn Sâm ỷ vào chuyện mình có thần huyết biến sắc thú che giấu tung tích, vẫn có thể tìm cơ hội thử đi vào xem có được hay không. Về phần vấn đề mùi cũng không cần lo lắng, Hàn Sâm cố ý bỏ ra một chút điểm tích lũy của tiểu phân đội từ bên trong mua một lọ nước cỏ cây có thể che lấp hơi thở của bản thân. Thứ này đã được rất nhiều người nghiệm chứng. Sau khi phun lên loại nước cỏ cây này, cho dù dị sinh vật có khiếu giác rất bén, nhạy cũng rất khó phân biệt ra được khí tức của loài người. Sau khi làm đủ chuẩn bị, Hàn Sâm liền đi đến Ngọc Long Sơn Mạch, kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ cùng thương xoắn ốc của trùng giáp thị sĩ đều được hắn cầm theo. Cho dù Miêu Quân có năng lực chạy cao tốc, Hàn Sâm vẫn cần phải dùng 7-8 ngày mới chạy tới Ngọc Long Sơn Mạch, đây vẫn là trong trường hợp trên đường Hàn Sâm cơ bản đều không săn giết dị sinh vật nào. Lúc đến biên giới Ngọc Long Sơn Mạch, Hàn Sâm lập tức bắt đầu cẩn thận, không dám lần tiếp tục cưỡi Miêu Quân chạy đi nữa, trực tiếp thu hồi Miêu Quân, sau khi phun nước cỏ cây lên, gọi ra áo giáp thần huyết thận trọng đi vào trong núi. Mặc dù có cánh, nhưng hàn sâm cũng không dám bay loạn, mặc dù tốc độ của cánh thần huyết rất nhanh, nhưng mà so với sinh vật thần huyết phi hành vẫn còn kém một chút, bay trên trời cũng không khác gì là chịu chết. Năng lực của biến sắc thú thần huyết tự nhiên cũng không thể phát động ngay lúc này, thời gian biến thân có hạn, nếu như không phải là thời khắc nguy cấp, hàn sâm sẽ không sử dụng đến nó. Quả nhiên là Ngọc Long Sơn mạch khác những chỗ bình thường, coi như là loại địa phương như đại sa mạc bạch ma cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của dị sinh vật bình thường cùng dị sinh vật cấp nguyên thủy nhưng mà từ khi hàn sâm đi vào trong ngọc long sơn mạch thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không nhìn thấy dãy núi đá màu đen liên miên chập trùng trơ trọi liền thực vật đều khó mà trông thấy giống như từng con cự thú đang nằm ở khắp nơi thê lương cô tịch không nói ra được thật vất vả mới thấy được một con dị sinh vật là một con thú giống như là voi ma mút kéo lấy thân thể khổng lồ chạy vội ở trong núi chỉ nghe thấy tiếng chân ầm ầm, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động lắc lư. Mặc dù không biết con dị sinh vật kia là cấp thần huyết hay là cấp biến dị, nhưng chỉ nhìn hình thể của nó, hàn sâm liền không có hứng thú. Con dị sinh vật kia đang chảy vội vào bên trong ngọc long sơn mạch, hàn sâm vừa vặn xa xa theo ở sau lưng nó, có nó ở phía trước đánh rán động cỏ, có lẽ trên đường có dị sinh vật gì thì cũng sẽ bị kinh động đi ra, hàn sâm theo ở phía sau xa xa, tính nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, Hàn Sâm đi theo sau lưng con dị sinh vật kia khoảng 2 tới 3 giờ, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, dị sinh vật bên trong Ngọc Long Sơn mạch cũng rất cao cấp, nhưng mà dị sinh vật nơi này thực sự là vô cùng thưa thớt, không nhiều như ở bên ngoài sơn mạch. Hàn Sâm có chút do dự có nên đi theo nữa không, như vậy mặc dù là an toàn, nhưng mà dọc theo con đường này cũng không gặp được sinh vật biến dị nào, cũng không biết là do không có, hay là bị con dị sinh vật to lớn kia hù chạy rồi. Đang lúc Hàn Sâm do dự, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, con dị sinh vật đang chạy xa xa ở phía trước kia lại bị một con dị sinh vật toàn thân giống như hoàng kim sư tử cắn một cái trực tiếp ném lên không trung thật là cắn một cái con sinh vật giống như là voi ma mút có thân thể cực lớn kia vậy mà chỉ lớn hơn đầu của con dị sinh vật hoàng kim sư tử kia một chút sau khi bị nó cắn kéo lên trên không trung nhai hai cái liền trực tiếp bị nuốt vào trong bụng hàn sâm nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa con dị sinh vật giống như hoàng kim sư tử này thật sự là quá lớn giống như là một tòa núi nhỏ thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi không thôi, chương 268. Ăn uống huyết tình ở trước mặt con dị sinh vật hoàng kim sư tử này, hàn sâm chỉ sợ còn không bằng con kiến, coi như là hoàng kim sa trùng vương ở hình thái nguyên thủy ở trước mặt nó cũng chỉ lớn cỡ con chó con mèo nhỏ mà thôi. Trong lòng hàn sâm kinh hãi, đang chuẩn bị lặng lẽ rút đi, nhưng mà mới xoay người nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy trên con đường núi lúc hắn đến từng con cự thú giống như là voi ma mút thú đang tức giận lao thẳng tới bên này ít nhất cũng có hơn ngàn con thanh thế cực kỳ to lớn tiếng chân ẩm ẩm giống như tiếng sấm dậy khiến sơn cốc chấn động tựa như đang run rẩy vừa rồi toàn bộ lực chú ý của hàn sâm đều vì con hoàng kim sư tử nuốt con thú như voi ma mút kia hấp dẫn không hề chú ý tới những con dị sinh vật giống như voi ma mút này xông tới từ lúc nào mắt thấy đám dị sinh vật giống như thủy triều đang xông đến cách hàn sâm cũng chỉ khoảng 2, ba ngàn mét Dùng tốc độ của những con voi ma mút đó, chỉ sợ trong chốc lát là có thể chạy tới, Hàn Sâm nhìn bốn phía, đều là ngọn núi chọc lốc, đường ra duy nhất ở phía trước lại bị con hoàng kim sư tử to lớn kia chặn lại rồi, cắn răng một cái, Hàn Sâm gọi ra biến sắc thú thần huyết dung hợp với mình, muốn mượn năng lực của biến sắc thú leo lên vách núi ẩn núp, chỉ cần hắn di động không quá nhanh, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng mà lúc Hàn Sâm vừa mới định bò lên trên vách núi, lại đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một đám mây đen tiến đến, nhìn kỹ thì đâu phải là mây đen gì, toàn bộ là chim quái lạ màu đen cực lớn sải cánh 5-6 mét, cả đàn cả lũ bay đến bao kín ngọn núi, đôi mắt màu máu lạnh lẽo đang nhìn. Chòng chọc vào tình huống phía dưới. Trong lòng hàn sâm lập tức mát lạnh, thị lực của loài chim là đáng sợ nhất, nếu như hắn bất động, ngụy trang của biến sắc thú còn có thể lừa gạt được chúng, nhưng mà hắn đang bò lên vách núi đá, hiệu quả ngụy trang sẽ xuất hiện một ít sơ hở chỉ sợ không thể tránh được ánh mắt của đám chim quái lạ màu đen cực lớn kia con mẹ nó ai nói dị sinh vật trong ngọc long sơn mạch rất ít thế con mẹ nó đây đều là quái vật đi thành đàn a hàn sâm âm thầm chửi bới người ghi tư liệu trong lòng nhưng mà bây giờ cũng không có thời gian dư thừa cho hàn sâm do dự bởi voi ma mút phía sau đã sắp vọt tới mà bốn phía đều là vách núi trống trơn căn bản không có chỗ cho hắn núp cho dù hắn dựa vách núi mà đứng chỉ sợ cũng khó có thể né tránh nhiều voi ma mút đè ép cùng sông tới như vậy nhưng mà trèo lên trên thì hắn cũng không dám, khắp nơi trên ngọn núi đều là bầy chim quái lạ mắt đỏ đang trừng mắt nhìn, bóng đen đã bao trùm hơn phân nửa ngọn núi, bốn phía ở trên ngọn núi đều có, thật sự là hắn rất khó tin tưởng, mình có thể tránh được ánh mắt lạnh lẽo của những con chim quái lạ đó hay không. Cắn răng một cái, hắn xâm liền chạy tới phía con hoàng kim sư tử kia. Mặc dù con hoàng kim sư tử kia vô cùng mạnh mẽ, còn kinh khủng hơn bầy voi ma mút cùng bầy chim quái lạ vô số lần, nhưng mà hình thể của nó thật sự quá lớn, hàn sâm ở trong mắt nó chỉ sợ không kém con kiến hay con bọ chó là bao. Bây giờ hàn sâm lại sử dụng năng lực biến sắc, chưa chắc nó đã chú ý tới hắn. Hàn sâm cảm thấy so với việc mạo hiểm leo lên vách núi, còn không bằng hướng hoàng kim sư tử bên kia thử thời vận, đám chim quái lạ kia nhất định không dám tới gần hoàng kim sư tử. Hắn liền tự cho mình là một con bọ chó trốn ở bên trong bộ lông của Hoàng Kim Sư Tử, chờ thoát khỏi khốn cảnh trước mắt rồi nghĩ. Biện pháp thoát thân cũng không muộn, thử tham dò đi vài bước về phía Hoàng Kim Sư Tử hoàng kim sư tử không có động tĩnh gì thế nhưng bảy chim quái lạ trên ngọn núi bên cạnh đã vỗ cánh kêu lên với hắn hiển nhiên đã phát hiện ra hắn vài con chim quái lạ đã vỗ cánh vọt xuống rõ ràng là muốn xuống bắt con ve chó hàn sâm kia hàn sâm sao dám do dự hắn liền chạy tới phía con hoàng kim sư tử nơi đó là sinh lộ duy nhất bây giờ của hắn hiện tại hàn sâm đã hơi có chút hối hận bản thân thật sự là hơi bành trướng biết rõ ngọc long sơn mạch vô cùng hung hiểm lại cho rằng bằng năng lực của mình nhất định sẽ không có việc gì nhưng mà bây giờ đã không còn kịp hối hận nữa hàn sâm chỉ cầu nguyện con hoàng kim sư tử kia tuyệt đối không nên chú ý tới hắn coi như hắn là con kiến hoặc con ve chó là được rồi để cho hắn có một chỗ tránh nạn cũng không biết có phải lời cầu nguyện của hàn sâm có tác dụng hay không con hoàng kim sư tử kia cũng không chú ý tới hàn sâm trái lại cảm thấy hứng thú đối với những con chim quái lạ đang đuổi theo hàn sâm kia móng vuốt vung mạnh lên lập tức chộp tới một con chim quái lạ đang đuổi theo hàn sâm huyết nhục bay tán loạn trực tiếp bắt lấy nhét vào cái miệng lớn như bồn máu, liền lông với xương cũng chỉ nhai rôm rốp hai cái rồi trực tiếp nớt xuống. Mấy con chim quái lạ còn lại lập tức thét chói tay bay lên, không dám tiếp tục đuổi theo hàn sâm nữa, mà lúc này hàn sâm đã chạy đến bên cạnh móng sau của hoàng kim sư tử. Cái móng sau kia đối với hàn sâm mà nói, giống như một tòa núi nhỏ, hàn sâm không nói hai lời trực tiếp cầm lấy sợi lông màu vàng óng trèo lên bên trên, những sợi lông màu vàng đó đều to bằng cánh tay, rậm rạp chẳng chịt nhét chung ở một chỗ. Hàn Sâm đứng lên đó cũng không hề phí sức. Hắn không dám rời xa Hoàng Kim sư tử, những con chim quái lạ đó đều đang theo dõi hắn, nếu cách quá xa, chỉ sợ sẽ bị những con chim quái lạ kia tập kích. Đứng ở bên cạnh thì càng thêm không dám, bởi voi ma mút sẽ lập tức vọt đến rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có một trận ác chiến, hắn sợ mình sẽ bị Hoàng Kim sư tử một cước chậm chết, lối thoát duy nhất chỉ có leo lên trên lưng của Hoàng Kim sư tử. Cũng may Hàn Sâm thật sự là quá nhỏ đối với Hoàng Kim sư tử căn bản là không bị để ở trong mắt, hàn sâm ôm lấy bộ lông màu vàng óng kia, dùng cả tay chân trèo lên trên, mới vừa leo tới chỗ đùi sau của Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Sư Tử liền đứng lên. Hàn sâm cảm giác như mình đã bị ném lên trên một chiếc tàu hỏa chạy như bay, hắn vội vàng dùng cả tứ chi bám chặt vào bộ lông màu vàng óng, quyết chữ tỏa của ác quỷ truyền thân, hôm nay được hàn sâm sử dụng ra, nhưng đúng là có tác dụng, chỉ tiếc là hắn quấn không phải là thân, mà là sợi lông mà thôi những con ma mút đang tức giận đó vọt tới trước mặt hoàng kim sư tử hướng về hoàng kim sư tử phát ra thế cùng mãnh liệt nhưng mà ở trước mặt hoàng kim sư tử lại giống như lấy trứng thoại đá nói là sư tử đi vào giữa bầy cừu đều có chút đề cao những con voi ma mút đó rồi căn bản chính là một hồi đơn phương đổ sát máu tanh những con voi ma mút đó giống như là đang tự sát vậy hoàng kim sư tử giống như viễn cổ hung thú một cái tát xuống đã đập chết vài con voi ma mút thậm chí trực tiếp tắp con voi ma mút vào trong miệng nhai chỉ trong chốc lát trong dãy núi đã máu chảy thành sông hải cốt trồng chất như núi hoàng kim sư tử điên cuồng tàn sát bừa bãi căn bản không để đàn voi ma mút vào mắt chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tối mặt thôi đàn voi ma mút vẫn không sợ chết khởi xướng tập kích giống như tự sát đối với hoàng kim sư tử mặc dù hoàn toàn không có tác dụng gì bị hoàng kim sư tử tùy ý giết chóc ăn uống hơn một ngàn con voi ma mút chỉ chưa đến nửa giờ đã bị giết thành ngang khắp đồng sau khi hoàng kim sư tử ăn một ít dường như không còn có bất cứ hứng thú gì đối với thi thể của đám voi ma mút nữa, nó đứng dậy liền đi thẳng vào sâu trong sơn mạch. Đàn chim quái lạ màu đen lúc này mới thét lên chói tai bay nhào xuống, nguyên một đám giống như ác quỷ lao về phía tàn thi xương bể của những con voi ma mút kia, một bữa tiệc tanh máu mới chỉ vừa mới bắt đầu, chương 269. Đồng hành hàn sâm ngồi ở trên lưng của Hoàng Kim Sư Tử, gương mặt buồn khổ, hắn cho là mình đi theo Hoàng Kim Sư Tử thì sẽ có cơ hội thoát thân, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra mình quá sai lầm rồi thân hình của hoàng kim sư tử cực lớn tốc độ cũng tương đối nhanh những con chim quái lạ kia vẫn đi theo hoàng kim sư tử quả thực đã xem hoàng kim sư tử như phiếu cơm dài hạn sau khi hoàng kim sư tử săn giết thức ăn thứ còn dư lại sẽ trở thành mỹ thực trong bụng những con chim quái lạ đó khiến cho hàn sâm cảm thấy nhức đầu là đám chim quái lạ kia rõ ràng đều là nhân vật cấp biến dị khủng bố hình thể lớn khí lực cũng lớn hơn một ngàn con chim quái lạ biến dị thật sự có chức dọa người. Đáng sợ hơn là ở bên trong bầy chim quái lạ kia, thậm chí có hai con chim đầu đàn đáng sợ toàn thân giống như mặc ngọc, hai cánh xòe ra chừng mười mấy mét, thấy thế nào đều là tồn tại cấp thần huyết, khí thế không hề kém hơn con chim to màu bạc mà Hàn Sâm đã gặp trước kia, hơn nữa còn có hai con. Đầu Hàn Sâm đau gần chết, hắn lại bị vây ở trên người con hoàng kim sư tử to lớn này, những con chim quái lạ đó không dám tới gần hoàng kim sư tử nhưng mà hắn cũng không dám rời khỏi con hoàng kim sư tử, lập tức trở thành cục diện bấy tác. Cũng là lúc hoàng kim sư tử săn thức ăn, hắn cũng có thể vụng trộm dùng cung tên buộc dây thừng kéo một ít thịt trở về, đều là thịt cấp biến dị, trong mấy ngày kế tiếp, giúp ghen biến dị của hắn tăng thêm vài điểm. Thế nhưng mà trải qua mấy ngày di chuyển, hoàng kim sư tử đã xâm nhập vào sâu trong ngọc long sơn mạch, mặc dù cũng không phải là nó đi thẳng, nhưng mà bước chân của nó lớn đến đáng sợ, vừa đi vừa nghỉ, lúc này hàn sâm cũng không biết mình đang ở đâu rồi bốn phía đều là ngọn núi màu đen, cũng may hoàng kim sư tử một mực không thay đổi phương hướng, hàn sâm còn biết hướng nào đi ra ngoài. Thế nhưng mà dọc theo con đường này, hắn ở trên người hoàng kim sư tử không biết đã thấy được bao nhiêu dị sinh vật kinh khủng hoành hành ở trong dãy núi, hiện tại hắn đi cùng hoàng kim sư tử thì không có việc gì, không có bất kỳ dị sinh vật nào có thể khiêu khích hoàng kim sư tử, nhưng mà nếu muốn tự mình đi. Ra ngoài, hàn sâm nghĩ tới đã cảm thấy đau đầu, làm người quả nhiên phải biết khiêm tốn. Bây giờ Hàn Sâm đã hối hận tới phát điên rồi, thật sự không nên kiêu ngạo đi đến ngọc long sơn mạch như vậy thế giới tí hộ sở còn đáng sợ hơn hắn nghĩ vô số lần hắn vốn tưởng rằng bằng năng lực của mình đã có thể đủ bảo vệ tính mạng tới lui tự nhiên ở không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở nhưng sau khi tới ngọc long sơn mạch hắn mới phát hiện ra là mình đã sai lầm cỡ nào hàn sâm bị vây ở trên người hoàng kim sư tử trọn vẹn hơn một tháng cứ thế không tìm được cơ hội đào tẩu những con chim quái lạ đó quả thực giống như nanh vuốt của ác ma thời thời khắc khắc đi theo con hoàng kim sư tử này hoàng kim sư tử đã đi ra khỏi ngọc long sơn mạch màu đen dọc theo một con sông lớn cuồn cuộn như rồng ở trên vùng hoang dã tiếp tục tiến lên cũng không biết là rốt cuộc nó muốn đi tới nơi nào trong hơn một tháng này hàn sâm đã từng thấy qua không biết bao nhiêu sinh vật đáng sợ bị hoàng kim sư tử xé nát có một lần hắn dùng một mũi tên buộc dây kéo đám thịt nát của một con rắn lớn dài trăm mét sau khi ăn thịt nát trong đầu vậy mà vang lên tiếng thông báo thần ghen cộng một lúc này mới khiến cho hàn sâm hoàng sợ bừng tỉnh con rắn lớn bị hoàng kim sư tử xé ăn lại là sinh vật thần huyết vượt qua núi lớn sông rộng vậy mà hoàng kim sư tử một đường đi tới biển thân thể khổng lồ kia ở trên biển phá sóng mà đi liền biển cả đều không thể ngăn cành đường đi của nó hàn sâm đã triệt để bó tay rồi hắn cũng đã chết lặng không biết rốt cuộc là con hoàng kim sư tử này muốn đi tới nơi nào nhưng có thể khẳng định là hắn đã hoàn toàn không biết đường trở về rồi cho dù nhớ được đường trở về thế nhưng nhìn đám dị sinh vật khủng bố trên đoạn đường này con đường kia cũng là cừu từ nhất sinh, một mình hắn chỉ sợ khó có thể sống sót trở về, nguyên bản hàn sâm còn muốn từ trong biển lặng lẽ đi ra, nhưng khi nhìn thấy dưới nước có những thân ảnh to lớn khủng bố tới lưu tuần tra, hàn sâm đành phải bỏ ý định đó. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, con hoàng kim sư tử to lớn, mặc kệ là đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn số lớn dị sinh vật đi tìm cái chết, cuối cùng đều trở thành thức ăn của nó. Sau khi quan sát hồi lâu, hàn sâm mới phát hiện, đây căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, căn bản là những dị sinh vật đó cũng không phải là tự mình đi tìm cái chết mà là những con chim quái lạ kia đang tác quái những con chim quái lạ đó có thể phát ra một loại thanh âm giống như là trẻ con đang khóc nỉ non không biết vì sao rất nhiều dị sinh vật nghe thấy âm thanh quái lạ này liền giống như nổi điên hướng về bên này tụ tập kết quả đều chết thảm dưới nanh vuốt của hoàng kim sư tử lúc này hàn sơ mới hiểu được những con chim quái lạ này có thể một mực đi theo hoàng kim sư tử cũng không phải là hoàng kim sư tử không giết được chúng có lẽ chính là do Hoàng Kim Sư Tử cố ý để thế. Con chim quái lạ giống như là Hàn Sâm lúc trước nghĩ, chúng căn bản chính là nanh vuốt ác ma, giúp Hoàng Kim Sư Tử hấp dẫn con mồi đến, chờ cho Hoàng Kim Sư Tử cơm no rượu say, lại hưởng thụ xương tàn thịt nát còn dư lại. Mặc dù là sinh vật trên biển, cũng khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tiếng kêu đám chim quái lạ kia, thỉnh thoảng có dị sinh vật trên biển xuất hiện ở gần đó, lúc Hoàng Kim Sư Tử cần phải ăn uống, liền sẽ trực tiếp đại khai sát giới có khi xếp tới cả vùng biển đều bị nhộn thành màu đỏ như máu. Mặc dù Hàn Sâm sớm đã biết thế giới tí hộ sở rộng lớn vô biên, mặc dù chỉ là không gian thứ nhất của thần chi tí hộ sở, loài người cũng không có cách nào hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Thế nhưng theo chân Hoàng Kim Sư Tử chạy mấy tháng nay, Hàn Sâm mới chính thức biết rõ rộng lớn là khái niệm gì, khu vực mà nhân loại do thám đối với thế giới tí hộ sở mà nói, thực sự là nhỏ không đáng kể. Trong mấy tháng này, Hàn Sâm đi theo Hoàng Kim Sư Tử cũng dính không ít ánh sáng, Mặc dù chỉ là ăn một chút xương tàn thịt nát, nhưng mà cứ thế lại khiến cho thần ghen của hắn tăng lên tới 61 điểm, ghen biến dị càng là đại nhảy vọt, trực tiếp đạt đến 84 điểm. Hàn Sâm không biết là mình nên khóc hay là nên cao hứng, tiếp tục như vậy, mặc dù hắn không có biện pháp trở về ăn sinh vật thần huyết do mình nơi nấng, nhưng mà trình độ tiến triển ghen hình như cũng không chậm. Càng khiến cho Hàn Sâm cảm thấy tuyệt vọng là những con chim quái lạ đi theo Hoàng Kim Sư từ kia, vậy mà lại có hai con ở trong mấy tháng này trước sau tấn thăng đến cấp thần huyết bốn con chim quái lạ cấp thần huyết dẫn theo bầy chim quái lạ kia đi theo hoàng kim sư tử khiến cho hàn sâm có loại cảm giác trời cao không có đường chạy địa ngục không cửa vào thế nhưng mà lúc hàn sâm cơ hồ đã sắp buông tha những con chim quái lạ đó đột nhiên tan tác ra trước mắt đã bay mất không thấy đâu nữa hàn sâm vốn tưởng rằng chúng còn sẽ trở về nhưng mà từ đó về sau hắn không còn thấy bóng dáng của những con chim quái lạ kia nữa mà một ngày sau đó hàn sâm xa xa nhìn thấy ở trên biển có một hòn đảo màu vàng xuất hiện một ngọn núi màu vàng to lớn đứng vững ở phía trên hòn đảo, tựa hồ liên kết trời và biển, đám mây treo ở giữa sườn núi, đỉnh núi bị tuyết trắng mênh mông bao trùm. Dưới ngọn núi màu vàng, hoàn toàn là biển hoa màu đỏ ngầu, đó hoa màu đỏ không biết tên tươi đẹp nở đầy khắp hòn đảo, ngoại trừ ngọn núi màu vàng này, khắp nơi đều là một mảnh tươi đẹp đỏ như máu, ở dưới ánh tà dương đỏ rực cùng vàng đan dệt ra màu sắc khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chờ lúc Hàn Sâm tỉnh hồn lại, Hoàng Kim sư tử đã bước lên hòn đảo kia, chương 270 Tinh thể màu vàng hàn sâm không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào, con hoàng kim sư tử to lớn kia vượt qua sông núi, vượt qua biển cả, đi tới hòn đảo hoang vu không người ở này, dĩ nhiên là muốn sinh hạ con cái. Ngọn núi màu vàng kia giống như một ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt, trên đỉnh núi có một thung lũng cực lớn, hoàng kim sư tử liền nằm sấp ở bên trong kêu lên thảm thiết thê lương. Hàn sâm đã ở trên vách núi đá bên cạnh nhìn bảy tám ngày, nguyên bản còn tưởng rằng nó ăn quá nhiều đóa hoa màu đỏ ở trên hòn đảo, ăn phải thứ gì nguy hiểm, sở dĩ hàn sâm vẫn chưa đi, chính là muốn nhìn một chút xem nó có thể đi đời nhà ma hay không. Thế nhưng mà ai ngờ được con vật này hết thảm bảy tám ngày, vậy mà sinh ra một con sư tử con hình thể có thể so với một con voi, nó chạy đến nơi đây dĩ nhiên là vì sinh con, thì ra chỉ là sinh con, chuyện này không vui rồi, hàn sâm thở dài một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Con hoàng kim sư tử này thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù là vừa mới sinh có trạng thái hư nhược nhưng cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Thế nhưng mà hàn sâm mới vừa quay người, lại đột nhiên nghe được con hoàng kim sư tử kia phát ra một tiếng gầm rú thê lương, trong miệng nó vậy mà tuôn ra lượng lớn dòng máu vàng. Hàn sâm không khỏi ngây ra một lúc, ở đây cũng không có những dị sinh vật khác, làm sao con hoàng kim sư tử này lại đột nhiên bị thương thổ huyết vậy, trong chốc lát, con hoàng kim sư tử kia lại liên tục học ra dòng máu vàng, như là nước suối tuôn ra không ngừng. Lúc hàn sâm đang kinh ngạc, lại thấy bên trong dòng máu vàng của con hoàng kim sư tử kia, vậy mà chảy ra một viên tinh thể màu vàng giống như kim cương lại giống như như ngọc, đường kính gần một thước hình bầu dục. Tinh thể kia sáng chói như kim cương, bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển lập lòe, giống như là vũ trụ tinh hà đang diễn biến ở bên trong, Nguyễn Lệ Thần Kỳ không nói ra được, con mắt của hàn sâm đều trợn trừng, thầm nghĩ trong lòng, đó là vật gì? Sau khi học ra viên tinh thể màu vàng kỳ dị này, Hoàng Kim Sư Tử liền không hề gầm rú nữa, cuối đầu dùng một cái móng vuốt muốn lấy tinh thể màu vàng từ trong máu ra. Nhưng bởi vì hình thể của nó quá lớn, tinh thể màu vàng đối với nó lại quá nhỏ, nó kêu nhiều lần, mới dùng móng vuốt lấy tinh thể màu vàng từ trong máu ra, sau đó đẩy tinh thể màu vàng tới chỗ con hoàng kim sư tử con nằm ở bên cạnh vẫn còn chưa mở mắt, giống. Sau khi con hoàng kim sư tử đẩy tinh thể màu vàng tới trước mặt hoàng kim sư tử con, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau xót, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kim sư tử con đang liếm láp tinh thể màu vàng ở trước mặt nó, lại nhắm mắt lại, hình như đã chết thật. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, hắn không dám xác định có phải là con hoàng kim sư tử đã chết thật rồi hay không, nhưng mà máu tươi ở khóe miệng con hoàng kim sư tử kia vẫn đang không ngừng chảy ra, dòng máu màu vàng óng đem lấp đầy mấy cái hố sâu cả mét, thấy thế nào đều giống như là không sống nổi. Con hoàng kim sư tử con vừa mới sinh ra lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, con mắt còn chưa mở ra được, chỉ là dùng chân với lấy viên tinh thể màu vàng này, không ngừng lè lưỡi ra liếm tinh thể màu vàng kia, liều mặn. Hàn sâm am hiểu thuật ám sát, đối với sức sống mạnh yếu cũng vô cùng mẫn cảm, sinh cơ của con hoàng kim sư tử rõ ràng là đã tuyệt, chỉ sợ là đã chết. Mà viên tinh thể màu vàng được con hoàng kim sư tử nhổ ra này, thấy thế nào đều là đồ tốt, sau khi hàn sâm trơ mắt nhìn con hoàng kim sư tử con kia thẻ lưỡi ra liếm trong chốc lát, tựa hồ như tinh thể màu vàng nhỏ đi một chút, mà thoát nhìn bộ lông của con hoàng kim sư tử nhỏ kia hình như sáng rõ. Hơn vài phần. Cắn răng một cái, hàn sâm bay thẳng vào trong hố to, rút ra trường thương xoắn ốc, hướng giữa con hoàng kim sư tử cùng tinh thể màu vàng kia cắm xuống, dùng sức mạnh mẽ nại ra, lập tức cậy tinh thể màu vàng từ cặp móng của con hoàng kim sư tử nhỏ ra, tinh thể màu vàng bay ra xa mười mấy mét, đâm vào vách núi. Đá bên cạnh, con hoàng kim sư tử nhỏ lập tức có chút không vui, nhưng mà nó mới vừa sinh ra, liền con mắt cũng không mở ra được, móng vuốt cũng rất mềm yếu vô lực, liền đi đường đều không thể, chỉ là đưa cái mũi hướng tới phương hướng tinh thể màu vàng người, trong miệng phát ra tiếng gầm non nớt. Hàn sâm đã sớm bay lên, rất xa quan sát con hoàng kim sư tử to lớn kia, thấy nó hoàn toàn không có động tĩnh gì, qua một hồi lâu, lúc này hàn sâm mới yên tâm bay đến bên cạnh tinh thể màu vàng, trước dùng thương trong tay gõ, đường đường rung động, giống như là tinh thạch. Sau đó lại cẩn thận lấy tay sờ lên, xác thực không khác gì đá thủy tinh lắm, lành lạnh man mát, cảm nhận giống như ngọc thạch, nó sẽ không hại con hoàng kim sư tử nhỏ kia chứ, đã con hoàng kim sư tử nhỏ có thể thè lưỡi gian liếm, vậy thì chắc không thành vấn đề gì. Hàn Sâm vừa nhìn con hoàng kim sư tử nhỏ đang gào khóc cắn, dãy ruộng muốn bỏ tới, vừa ngoan tâm, đè lưỡi ra liếm một cái lên trên tinh thể màu vàng. Đầu lưỡi thè ra liếm lên tên tinh thể màu vàng, lập tức chỉ cảm thấy bộ phận tiếp xúc với đầu lưỡi vậy mà giống như là đường phèn bị hán thẻ lưỡi ra liếm tan một chút, một chút chất lỏng màu vàng chảy vào trong miệng, mặc dù không có hương vị ngọt ngào gì, nhưng thực sự là lành lạnh man mát vô cùng sướng miệng. Một luồng mát lạnh theo ít hầu chảy vào trong bụng, nhất thời khiến cho hàn sâm không nhịn được giật mình một cái, giống như ăn nhân sinh quả vậy, lỗ chân lông cao thấp toàn thân giống như lập tức mở ra toàn bộ, thoải mái sảng khoái không nói ra được, quả nhiên là đồ tốt. Hàn sâm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy tinh lực, lập tức phấn chấn, tiếp tục liếm lên tinh thể màu vàng vài cái nữa, giống như là ăn kem. Thẻ lưỡi ra liếm càng nhanh, tinh thể màu vàng hóa thành chất lỏng lại càng nhiều. Không bao lâu sau, tinh thể màu vàng đã bị hàn sâm thẻ lưỡi ra liếm thành một khối nhỏ cỡ quả bóng. Từng ngụm chất lỏng màu vàng óng vào trong bụng, khiến cho tới chi bách mạch của hàn sâm đều giống như bị được nước suối trong tẩy rửa, sảng khoái đã giền không nói ra được. Một luồng tinh lực tràn ngập ở trong tế bào, giống như cả người đều sống lại. Các tế bào đều đang nhảy nhót rung động. Thứ này rốt cuộc là cái gì? quả thực còn bổ hơn cả Viagra, bây giờ mình hận không thể một người đánh mười người, thứ này nói không chừng là tinh hoa sinh bệnh của Hoàng Kim Sư Tử, vậy cũng có thể gia tăng chút ít thần ghen chứ, hàn sâm mừng rỡ như điên, biết rõ tinh thể màu vàng này nhất định là bảo bối. Con Hoàng Kim Sư Tử nhỏ kia vậy mà dãy rộ bò tới, hàn sâm suy nghĩ một chút, hai tay thử ôm lấy tinh thể màu vàng, thứ này so với tưởng tượng của hắn còn nhẹ hơn, đại khái là hơn 200 cân. Hàn Sâm trực tiếp ôm lấy bay đến hố to bên kia con hoàng kim sư tử nhỏ kia lại không chịu buông bỏ, vậy mà dùng cái mũi người người lại cong vợ bỏ tới, giống như là vô cùng chấp nhất đối với tinh thể màu vàng này, lúc đầu nhìn mày sinh ra, không nghĩ tới nhanh như thế lại giết mày, nhưng nếu mày đã cố ý muốn chết, vậy cũng không trách tao được rồi. Hàn Sâm vừa quan tâm, một thương hung hăng đâm về phía con hoàng kim sư tử nhỏ, con, Hàn Sâm một phát thương này đâm tới, vậy mà không thể đâm thủng da của con hoàng kim sư tử nhỏ, mũi thương chỉ lún xuống một chút, sau đó đã bị bắn lên hàn sâm lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn tới con hoàng kim sư tử nhỏ kia nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo